Rồi, rất cảm ơn bác đã từ thành phố Trương Định ký nhiều về bác thợ thì mới xong để lau nhiều. Đã ký vào bức tranh Tùng Ngọc Diên Liên chiều nay 29/12/2017. Anh ơi, thế là nhà mình ở phố gì anh nhỉ? Phố chút à, ngõ Chạy Cá, phố Trương Định. Em chỉ nhớ phố Trương Định thôi. Thế nhà anh ở gần Ủy ban phường hay là gần cái gì đấy? Nó cũng gần Ủy ban phường. Gần đấy phải không ạ? Vâng, độ 100 mét. Vâng, cảm ơn anh, để tí em chuyển cho anh luôn cùng với cái tủ áo gỗ chắc. Anh ra xem tiếp tranh chữ Phúc đi ạ. Ra xem. Chưa à, không đánh xong rồi chứ anh. Anh ơi, chữ Phúc này thì nó ôi giời, lau lại tí thôi. Vâng, nó đang bụi anh. Đây anh ơi, một lớp bụi nó bám vào này. Anh ơi, cái Phúc này em phải lau lại chút thôi. Chữ Phúc này là bên trong là khảm long ly quy phượng, tứ linh mà khảm sen lọng anh nhé. Tức là từng cái cánh này, từng mỗi một cái miếng cánh này một miếng khác nhau, sen lọng. Từng cái vẩy của ông Kỳ Lân kia, hay là quy, hay là cánh phượng là đều sen lọng hết. Tóm lại là dùng kỹ thuật cao. Và năm con rơi bốn ở năm góc là ngũ phúc lâm môn, tức là phú quý thọ tham ninh, tương trưng thế. Còn hai cái dòng bên này là chữ Phúc như Đông Hải, bên kia là Thọ Tỷ Nam Sơn. Vâng, thường các cụ là đọc bên kia trước, Thọ Tỷ Nam Sơn, Phúc như Đông Hải. Mình cứ thuận là đọc là... À, mình đọc thế nào cũng được. Đấy, cái hai cái câu ấy đọc nào nó cũng hay cả. Đại đa số đọc thuận là cứ Phúc như Đông Hải. Vâng, Thọ Tỷ Nam Sơn. Thọ Tỷ Nam Sơn. Và chữ Phúc thì giải nghĩa thêm anh nhé. Một nửa chữ Phúc bên này là chữ Kỳ. Kỳ nghĩa là thần đất, là như kiểu... À, tức cả cái mảng bên cạnh. Cái mảng bên cạnh là vâng, nó kết ấy, thì là... Người ta chiết tự ra bên này là chữ Kỳ là thần đất, bên kia là chữ Nhất và chữ Khẩu và chữ Điền, tức là có ăn và có ruộng, có được che chở. Chữ Phúc nó hay chỗ đấy, cho nên là tại sao mà chữ Phúc thì đã hay nhưng mà cái hình thể nó đẹp đấy. Thì những người không rõ chữ thì có thấy cái hình cái bánh chưng ở dưới đấy là chữ Điền đấy, thế là nhận ra luôn là đấy là chữ Phúc. Được rồi.